Ngươi là ai? Ta là hoàng tử của núi Ba Đen. Ta tạ với hạ. Đi hai thằng xin được cáo rồi. Hoàng hữu có chị. Bụi kén gợi đến đây là kết thúc. Cấp bao cấp bao. Vua tao hoàng hượng và kia có hai chàng trai. Có bao ông vỡ xin cầu kiến. Cho chị hai người đó vào. Tuân lệnh. Cho chuyện hai ngươi vào điện. Hoàng thượng cho chuyện hai ngươi vào điện. Di thần tham kiến hoàng thượng. Ta miễn lễ hai ngươi của quỳ tiếp đi. Ở lão hai ngươi cứ bình thăng. Ở lão hai ngươi cứ bình thăng. Đa tạ hoàng thượng. Hai ngươi là ai? Ta là Sơn Trinh. Trai của Sơn Tùng em màu ti di. Trai của Sơn Tùng em màu ti di. Và ta là con của nữ hằng mặt trời tự do. Ta có thể về non lấp biển. Và ta là chúa tể của vùng ngồi núi. Nhưng tao hạ thần đến đây để cầu hôn công chúa. Ta là Hủy Tinh. Là cháu Hoài Linh. Cháu Hoài Linh. Ta rất là âm binh. Ta rất là âm binh. Ta có thể hô mưa gọi gió. Ta là vua của biển cả. Ta đến đây để cầu hôn công chúa. Tài năng của hai người thật là xuất chúng. Không ai sống bằng. Bé ta hỏi công chúa. Bây giờ công chúa tính sao? Dạ hôn phụ vương. Con thấy hai người này. Được đó. Thấy hai người này. Được đó. Mọi chuyện cho phụ vương quyết định. Sau khi ta hỏi ý kiến của chúa xong, bây giờ ta sẽ quyết định. Tạo công công qua đây ta biểu. Có hạ hằng. Hoàng hữu có chỉ. Ngày mai hai người ai đem vô chính nhà, gà chính cửa, ngựa chính hồng mau, 100 gián cơm nếp, 100 nẹp bánh chưng. Ngày mai hai người ai đem tới trước người đó sẽ được dứt công chúa. Người đã đến trễ quá, cho nên thằng Xuân Tinh rước công chúa y rồi. Tại sao người đã cướp mi nương của ta? Ta sẽ giành lại mi nương. Quan tử gồ, lên đây ta bẻ. Ngươi kiếm ta có việc gì không? Ta muốn hợp tác với ngươi. Ngươi muốn hợp tác ta chuyện gì? Nghe nói ngươi đi cầu hôn công chúa nhưng không thành công. Ta cũng vậy, ta muốn hợp tác với ngươi. Giành lại công chúa, từ ta xin tin. Được, ta sẽ hợp tác với ngươi. Hay lắm. Đứt tay đây nào. What's up? Yeah.
vậy ta sẽ rút lui. You